Ok, chào tất cả anh em nha. Thì cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quyền. Thì Quyền chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và thành công hơn trong công việc cũng như là học tập luôn nha anh em. Ok, thì như tiêu đề bây giờ hôm nay á, thì Quyền sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em đổi cái ngày tháng năm sinh trên cái tài khoản Facebook của mình nha anh em. Thì cái cách này á đổi rất là nhanh luôn. Những cái tài khoản của anh em á hết lượt đổi ngày tháng năm sinh nha, hoặc là không thể đổi được. Anh em dùng cái cách này anh em vẫn đổi bình thường, đổi nhanh luôn nha anh em, không phải là anh em gửi giấy tờ hết nha. Ok, thì trước khi vào video á, thì mọi người cho Viên một chút giới thiệu sơ qua về dịch vụ bên Viên nha. Thì bên Viên có nhận tăng like, tăng follow, mở khó, bảo mật ok tài khoản pay, chạy quảng cáo, tích ca giấy tờ. Thì bên Viên cũng có nhận lên tích nha anh em, lên tích xanh báo chí hoặc là lên tích theo tháng. Lên tích theo tháng là tích thuê nha anh em, những ad có meta query á, thì mới thuê được nha, còn những ad mà không có meta thì không có thuê được đâu. Ok, thì anh em nào cần cứ liên hệ qua số Zalo của mình, thì số Zalo của mình là 0398 776610. Thì cái số Zalo này mình có để dưới phần mô tả video, thì anh em nào cần hỗ trợ thì cứ liên hệ qua cho Quyền nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu vào video. Quyền sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách anh em đổi trên trực tiếp trên cái điện thoại của mình luôn nha. Đây thì ở đây Viền có một cái con tài khoản, cái con này nó còn lượt đổi nha anh em, nhưng mà Viền đổi vẫn không được. Đây để Viền mở cho anh em xem nha. Đây cái này nó vẫn cho đổi nhưng mà Viền đổi không được. Đây thử đổi cho anh em xem nè. Đây không thể thay đổi ngày sinh của bạn hoặc là những tài khoản mà anh em hết lượt đổi tên. Thì khi anh em bấm vào đây á, khi anh em bấm đây á, nó không còn cái dòng chỉnh sửa nữa, là những tài khoản của anh em hết cái lượt đổi tên, hết cái lượt đổi ngày tháng năm sinh nha. Ok, thì anh em muốn đổi được ngày tháng năm sinh á, anh em hãy tạo cho mình một con ạ Instagram nha anh em. Đây Instagram, anh em tạo tài khoản mật khẩu, cái tên thì anh em để sao cũng được, nhưng mà riêng về cái phần ngày tháng năm sinh anh em tạo, anh em để theo cái ngày tháng năm sinh mà anh em yêu cầu nha. Anh em muốn đổi cái ngày tháng năm sinh ở bên Facebook á, là ngày tháng năm sinh bao nhiêu á, thì anh em khi anh em tạo cái tài khoản Instagram nè, anh em để cái ngày tháng năm sinh theo cái yêu cầu anh em muốn đổi nha. Đây ở trong đây bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem. Đây ở trong đây cái ngày tháng năm sinh ở trong đây là ngày 4 tháng 2 1994. Bây giờ Viền sẽ đổi lại là ngày 1 tháng 1 năm 2000 nha. Đây rồi bấm vào luôn, xác nhận. Rồi đây Viền đã đổi lại là ngày 1 tháng 1 năm 2000. Ok, bây giờ Viền sẽ vào Facebook Viền thao tác cho anh em xem nha. Đây xóa ra, rồi Viền sẽ vào lại từ đầu làm cho anh em dễ hiểu. Rồi anh em vào lại cài đặt quyền riêng tư, rồi thiết lập, rồi xem thêm trong trung tâm tài khoản. Rồi anh em bấm vào cho mình cái phần là trang cá nhân nha anh em, trang cá nhân. Rồi anh em bấm cho mình là thêm tài khoản. Rồi ở đây nó hiện là Instagram, thì ở bên kia anh em đăng nhập tài khoản này rồi á, thì nó sẽ hiện ở trên đây luôn. Rồi anh em bấm vào tiếp tục cho mình nha, tiếp tục. Đây ở trên đây nó sẽ yêu cầu anh em chọn ngày tháng năm sinh, thì bây giờ mình chọn vào cái tháng bên Instagram nha, rồi bấm tiếp tục. Rồi mình bấm là có còn tắt có tin thêm nha. Rồi ok, bây giờ anh em quay lại anh em kiểm tra cái ngày tháng năm sinh của mình rồi nha. Đây nó sẽ ra ngày 1 tháng 1 năm 2000.
Ok, thì bây giờ anh em xóa cái tài khoản Instagram ra thì nó vẫn là cái ngày 1 tháng 1 năm 2000 nha anh em. Và anh em lướt xuống cuối nha, khi anh em muốn xóa thì anh em lướt xuống cuối cho mình, nó nằm ở dưới là tài khoản, rồi anh em bấm vô gỡ, rồi anh em bấm tiếp tục, rồi anh em bấm gỡ. Ok, rồi đã gỡ ra nha anh em, đây Huyền đã gỡ ra rồi, anh em kiểm tra lại ngày tháng năm sinh, đây vẫn là ngày 1 tháng 1 năm 2000 nha. Thì cái cách này đổi rất là nhanh luôn, anh em không cần gửi giấy tờ đâu. Đây như hôm nãy Huyền đổi không được á, đây đã giới hạn nè, đây là những cái tài khoản không thể đổi được ngày tháng năm sinh, nó bị giới hạn lực đổi không đổi được. Thì khi anh em mà vô gửi giấy tờ thì anh em chờ đợi nó rét về rất là lâu luôn, nhiều lúc nó cũng không chấp nhận nha anh em. Thì những tài khoản mà anh em không chính chủ thì anh em không có giấy tờ để anh em gửi, thì anh em vào đổi cách này nha, rất là nhanh luôn. Ok, thì anh em nào thấy video này của Viên hay thì nhớ cho Viên xin một like, một đăng ký kênh, nhấn lại một chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Viên nha anh em. Ok, bye bye.